Chương Dương gửi lời chào đến ông bà cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh về việc trồng ấn cuộc sống Ba Lan. Thì hôm rày Dương làm cái series nấu đồ ăn Việt cho anh chồng Dương á, ông bà cô chú. Thì Dương toàn là nấu những cái món đồ món thôi. Ảnh nói nấu lâu quá mất thời gian. Ảnh thấy mấy cái món đó thì để cuối tuần hả nấu, tại vì bình thường ảnh bận làm việc á, cho nên là ảnh không có phụ Dương được, cho nên ảnh thấy nấu lâu vậy cũng hơi sót. Cái hôm nay Dương nghĩ ra một cái món ăn là Dương sẽ nấu món ăn truyền thống cho anh chồng Dương. Thì Dương định là làm cơm với lại món kho với lại món luộc với món canh. Thì Dương sẽ cho ảnh thử cái món cơm truyền thống của Việt Nam mình, do là Dương nấu, để xem coi ảnh suy nghĩ làm sao, hay là ảnh có phản hồi gì không ông bà cô chú. Thì lúc mà Dương lấy anh chồng Dương tới bây giờ thì Dương ít có nấu cơm Việt cho ảnh ăn lắm bà cô chú. Tại vì hồi trước Dương ở Việt Nam thì Dương cũng đi làm á, cái bận rộn với công việc, cái lúc về á, cái anh chồng Dương ảnh xong việc cái ảnh cũng tự nấu món ấn ảnh ăn thường lắm. Rồi Dương thì thấy ảnh tự ăn món ấn, cái Dương cũng ít có nấu món Việt cho ảnh ăn lắm. Với lại lúc mà Dương lúc sau này cái Dương có bầu á, cái Dương không nấu được, có bầu cái vị nó khác rồi, cái mình hay ngán này nọ cái không có nấu luôn. Rồi sau đó cái Dương sanh Ranvi xong, cái bắt đầu lo chăm Ranvi tới bây giờ luôn. Thật sự tới bây giờ Dương mới có thời gian Dương nấu cơm Việt cho anh chồng Dương thử. Bây giờ mình sẽ lấy nguyên liệu, sẽ lấy rau, mình luộc, sẽ làm thịt kho trứng. Hôm nay mình sẽ nấu món thịt kho trứng, rau luộc, canh súp. Mình sẽ làm canh súp. Gà nó sốt dương ớt một xíu muối thôi. Này Dương làm hoa cho nó dễ thương. Nước sôi đi cho gà trứng.
Trung trình hả em? Voi em. Trung trình. Traditional Vietnamese food. Chồng Dương ảnh không có thích ăn mỡ á, cho nên chị phải kho bằng thịt này. Những đi ớt thịt và bột tỏi mình hết cho hết luôn. Xíu bột quế, xíu muối, muỗng nước mắm. Dương bồng nên Vi Dương nhờ anh chồng Dương nấu cơm cho Dương. Anh đổ vô gạo. Vô kiểu vậy đó mà tôi cũng bỏ miếng tiêu vô nữa là xong. Này cho một muỗng đường đi làm caramel. Chote, ơi chote. Thật sang thì nhảy cho nước chưa? Này món canh đã xong. Cho thêm một muỗng bột ớt. Cho trứng cút vô. Trứng đã được lên bàn, chờ rau luộc nữa là xong. Nhưng sẽ gọi anh chồng Dương vào. Nước sôi rồi, mình cho rau vào mình luộc. Nãy Dương có thêm chút muối vô rồi á.
luộc chay một chút cho tới nắng. Honey, we can eat now. Sure. What's the name of this leaf? I don't know English. Let me check English and I tell you. Vietnam they call cái kia. I'm worried. I boil like Vietnamese. You cannot eat. That's why I boil little bit. I can eat. I have eaten in Vietnam. Don't worry. Mm-hmm. No, I mean boy more long time than Vietnam. Vietnam they boy short time than. The leaf still hard. They like. They don't like the leaf so soft. No problem. Hai cơm Dương chuẩn bị xong rồi nè ông bà cô chú. Dương xin mời ông bà cô chú nha. Dương chuẩn bị cơm truyền thống Việt Nam cho anh chồng Dương hôm nay cho ảnh thử, ảnh ăn đũa giống như mình luôn coi hàng ngày để ảnh cảm nhận như thế nào. Dương làm mà thịt kho trứng, canh súp với lại rau luộc chấm với lại cái nước thịt kho. Xin chào. Today's food is Vietnamese. Today's dinner is Vietnamese food. What is this? You cook tomato. Can you give me a spoon, please? So this one is thịt trứng. Thịt kho trứng. Trứng chiên. No, thịt kho trứng. Not trứng chiên. Trứng chiên different. Chim. À, trứng chim. Ôi, anh chồng dưới nói tiếng Việt giỏi không bà cô chú. Trứng chim. Bird egg. Anh biết trứng chim luôn. This one is the traditional food for Vietnamese. Okay. In Tết holiday, they will make pork and egg cook. Thịt kho trứng. In Tết holiday. I think that's a big egg. Yeah. I just explain, honey, know something about traditional Tết holiday. They cook the egg and big pork. They cut big beef. But almost daily, they no time to cook for long 6 hour. Then they will cook a small beef for daily. This one is really good. I love the red pork has cooked. And the sauce, what is it? The sauce just normal like every day I make. Just some fish sauce. A little bit spicy then. Yeah, I give some chili powder. Nice. It's spicy. I don't like the egg, but I like the pork. Yeah. Can you try the leaf? Vietnamese on every day they will eat the leaf. How honey, the leaf? Is that a vegetarian soup? I add a little bit chicken. But the soup natural sweet. I just add little bit salt. And it's sweet from vegetable.
Did you add some sauce in it? Yeah, son, only son. Sauce? No, not sauce. It's nice. I like it. I think you can make this every day, healthy. Mm. Yeah, I can make soup every day for honey. Vietnam, every day there is soup. Yes. But they will change leaf soup. Same big kind of soup. Mm. Just so you don't make the soup. Mm. How you took when you make the soup? Anh chồng như anh mắc cười. Lúc nào anh cũng ghẹo Dương á, làm YouTube cái nấu ăn ngon món Việt cho ảnh. Bình thường không có nấu món Việt ngon cho ảnh ăn gì trơn á. Để cho ảnh ăn món ống không, không có giới thiệu món Việt. Tại vì Dương bận ranh vi chứ còn không, Dương nấu mỗi ngày cho ăn chứ sợ không chịu ăn thôi, chứ nấu chồng, vợ nấu cho chồng ăn thích dữ lắm chứ. Can I eat more leaf? Good for your health. Nice. Almost Indian food, they don't cook soup, honey. Hmm? They have soup. They have, but almost every day I see they eat only curry, not soup. You don't have time. Mm. Perfect.